Game sắp sửa tạo sự kiện mà không biết làm gì để mà thay đổi diện mạo. Thử lên nick.vn để mua vàng mua ngọc xem. Đầu tiên chỉ cần nạp thẻ, chọn nhà mạng tương ứng và chọn đúng mệnh giá nhé. Vào phần dịch vụ, chọn game, ấn vào mua vàng và chọn vũ trụ mình cần mua và ấn thanh toán thôi. Rồi sẽ lag một bảng để mà bạn điền tên nhân vật vào đó. Chú ý, bot bán vàng sẽ đứng mặc định ở khu 51 và khu 52 ở vách Kakarot nhé. Dùng được luôn đối với bắn ngọc tự động. Vừa nhanh lại vừa dễ dùng, sử dụng nick.vn thật đa tiện. Nice. Một chia sẻ. Và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận thông báo video của mình nhé. Ok, chào tất cả anh em, lại là mình đây. Và mình là DP Gaming. Yeah. Thì hôm nay mình lại quay lại với series Ngọc Rồng, đó là tập 20 của series. Thì cũng khá là nhanh, cuối cùng cũng lên tập 20. Mình không biết sẽ lên tập bao nhiêu nữa đây, thì cho anh em nói là mình cứ làm video đi. Khi nào đến cái tập như Câu Dâu 8 tuổi, 1000 hay bao nhiêu nghìn tập ấy, đấy thì lúc đấy thì hết series và quay bình thường. Như đùa thôi, mình sẽ làm những cái tập rất là dài và coi như là chắc chắn là đến khi nào mà không còn cái ý tưởng gì đó thì mình sẽ ngừng tập luôn. Đấy, thì cứ như vậy đi. Ok, bây giờ phần chính của mình là sẽ vô game luôn đi nào. Let's go. Được rồi, hiện tại mình vừa on là một phút trước, mình vừa up thôi. Mình up để lấy cái intro chào anh em thôi. Thực ra là mình vừa vào game rồi. Đó, hiện tại mình đang ở trên Thượng Đế. Và hello Thượng Đế và hello Mr. Bobo. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 20 giờ 20 phút buổi tối anh em. Thì mình cũng khá là bận nên ra không thể làm video mỗi ngày một video được. Mình đã hứa là mình sẽ làm video mỗi ngày, nhưng mà thật ra là do nhiều thứ ở công việc này, vấn đề khác cá nhân các thứ, nên ra là không có thể nào được làm video mỗi ngày một video được, nên ra là mình đành tạm cứ tạm là 2-3 ngày một video gì đấy. Thì nó khá là buồn, anh em xem cũng khá là mất thời gian chờ, nhưng không sao. Thế mong anh em vẫn ủng hộ mình được. Được rồi, thì bây giờ mình chỉ điều chính là hôm nay mình sẽ làm tập 20 của series Ngọc Rồng mang tên là 3DB Gamer. Với ID là 3DB Gamer, với tem đồng đội đó là huyền thoại là 3 thành viên anh em. Vừa có một thanh niên nữa mới xin vào bang, mình đã đồng ý rồi. Thì lại có một thanh niên nữa thoát khỏi bang, mình không biết tại sao hắn lại thoát. Thì mình chỉ đồng ý với những ID có cái tên đó là L3. Còn nếu như anh em nào không phải ID cùng thì xin thông cảm cho mình. Mình rất muốn cho anh em vô nhưng mà hiện tại là không thể được. Anh em thông cảm nhá. Huy này, Huy, cảm ơn anh em đã vào xin vào bang. Đó là MTCC gì đấy, chịu luôn, mình không biết tiếng Anh luôn. Linklay này, các kiểu này. Đó, một số nhân vật khác là G2007. Đó, alo. Ừ, 2007. Được rồi, thì mình vừa làm gì ta, hủy này. Bảo rồi, full rồi, làm sao mà vào được BT. Nên ra là anh em thông cảm cho mình đi. Mình không muốn, rất muốn mời anh em vào nhưng mà không được. Huế này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái tập, đó là làm 10 nhiệm vụ hàng ngày. Thực ra là mình muốn làm cái nhiệm vụ ấy lắm. Mình chưa có một cái điểm đó là điểm năng động nào cả. Đây, điểm là điểm năng động anh em. Mình hiện tại có 0 điểm năng động. Ở trong tập 19 thì mình đã có mở skill 2 đệ tử rất thành công, đó là chiêu Kamezoko. Và tập 20 này là mình sẽ quyết định đi làm cái nhiệm vụ gì đó cho nó hay ho. Chứ lâu lắm mình chưa làm nhiệm vụ cả, với cả cái nhiệm vụ tuyệt đối sát thủ mình vẫn chưa làm được. Thật là đáng buồn anh em ạ. Được rồi, mình đã gặp bóng mộng rồi. Bây giờ mình sẽ... gì đó ta? Mã số thanh niên này mình không nhận mà cứ xin vào nhỉ. Bực mình thật đấy. Tao chém chết bị bây giờ. Được rồi. Thì đây, mình sẽ bóng mộng và mình sẽ nhận nhiệm vụ ở đây. Và mình sẽ làm 10 cái nhiệm vụ. Cái nào khó quá thì mình sẽ bỏ qua, còn cái nào dễ thì mình cứ làm thôi. Vì cái 10 cái nhiệm vụ này thật ra cũng đơn giản, nhiều cái đơn giản, nhiều cái khó. Ví dụ như là đánh một con ăn trộm, tìm một con ăn trộm cũng khó. Nhiều khi mình không cần tìm thì nó lại xuất hiện, mà lúc tìm thì nó không thấy đâu. Đó, bây giờ mình sẽ nhận nhá. Nhiệm vụ hàng ngày, 10 nhiệm vụ. Nhiệm vụ là video là tập 20, 10 nhiệm vụ khó nhất game. Đó, nghe nó phải sang chảnh thế cơ mà. Nhiệm vụ dễ thôi, mình chỉ nhận nhiệm vụ dễ thôi, không nhận nhiệm vụ khó đâu. Nhiệm vụ khó là khó chơi lắm. Bạn có 10 nhiệm vụ chưa nhận, phần thưởng sẽ xứng đại hàng sư chuyển theo kìa. Phần thưởng sẽ tương xứng tùy vào từng nhiệm vụ, bạn muốn chọn nhiệm vụ khó hay dễ. Lô hề dễ này. Đấy, nhiệm vụ dễ quá anh em ạ.
nhiệm vụ cấp độ dễ hạ ăn trộm. Mà thề cái nhiệm vụ là mình không làm được đâu, mình bỏ đi. Nhiệm vụ dễ vai đái thì hủy này. Nhận tiếp này, nhiệm vụ dễ tiếp này. Cấp độ 7 đánh bại 7 người. Hello. Nhiệm vụ này mình không biết làm được không nhỉ? Thì mình thử thanh này vip vãi. Hại 7 người á. Hại 7 người cũng khó ta. Thử đi qua bên này bam xem có thằng nào không, để bam một lần xem thế là làng Aru đi, qua trái đất chơi. Cũng khá nhiều thanh niên ra cờ đấy. Rồi đâu rồi, đừng có đi theo tao nữa mày, đừng nghe buộc tao phải ăn cái ẩn danh để cho mày đỡ dịch chuyển theo. Đấy rồi, đây rồi. Đứng lại. Ui, nó chạy nhanh quá anh em ạ. Tổ sư, không phải tin rồi. Tí bắt là một thằng nhưng nó chạy nhanh quá. Sao mình chạy theo nó nhỉ? Má quả đây mình chạy theo nó là nó chết với mình đấy. Ui, nó chết mẹ rồi. Mình chưa kịp giết thằng kia, thằng này giết mình rồi. Đừng có giết ta vậy mày. Ô, sao nó không đánh nhỉ? Ô, thằng này nó choáng, nó chạy, nó tưởng mình VIP anh em ạ. Vì mình có bông tai. Cuộc sống đôi khi chúng ta có bông tai vào nhìn như tưởng VIP thật. Mà sao một thiên niên cùi nào nữa này. Đâu rồi, các đồng chí hết đâu rồi? Các đồng chí to con chạy đâu hết ra đây nào? Cả cái dân trái đất này mà không có thằng nào này, chết rồi, hỏng hết rồi. Thật xấu hổ cho anh em trái đất xe vào lăm. Mình nói vậy thôi, đùa thôi chứ nhiều anh em trái đất xe vào lăm VIP lắm. Nên là anh em đừng xem, đừng có lém đá mình nha. Mình nói cho vui. Ui, đây này. Đâm. Một thằng đầu tiên, quá là tuyệt vời luôn. Đâm thằng này không nhỉ? Rồi, một thằng đầu tiên anh em, bá đạo chưa? Má mình vi vãi. Ủa, thằng này mấy trăm triệu, thằng này vi qua mẹ, mấy trăm ca đánh em sao được? Đây. Thằng này, ơi, mày chạy máy, mày chạy máy, đâu rồi? Đây này. Ôi, nó cởi cờ rồi. Ủa, thằng này, tuổi, ôi mình nó phải tuổi nào luôn kìa. Vãi, dân chơi đấy anh em ạ. Dần trời đấy. Ô, thằng này thằng nào nhỉ? Thằng này đeo cờ, chết rồi đúng không? Chết rồi. Cũng khá là khó khăn để ăn. Còn chưa kịp cởi giáp luyện tập anh em ạ. Bỏ đi này. Thôi, mình nghĩ là mình không làm được nhiệm vụ ấy đâu. Vì tập này anh em đi ăn uống hết rồi, cũng khó mà để có thể làm nhiệm vụ. Hello, chào bạn Gugu đi đi cái gì đó. Mình cũng chả biết tên bạn luôn là gì. Thì mình sẽ về trả nhiệm vụ ở làm khuyên nhầm. Mình sẽ về trả nhiệm vụ, à là hủy nhiệm vụ và mình sẽ nhận nhiệm vụ khác. Ui dồi ôi, nó biến khỉ này. Thằng này mày điên à? Thôi, tha cho tao đi mày. Mày vừa phải chứ mày. Đã đi theo người ta lên TV ké rồi còn định đánh người ta nữa. Mẹ nó vừa phải chứ. Sống nó phải biết trên dưới chứ mày. Nào, dồi ôi mày trói tao thế này thì làm sao tao cả được bỏ mộng, anh mộng của tao được. Anh Mộng đang nhớ tao này, hủy nhiệm vụ nhá. Mày đánh được có hình như 2 thằng hay sao nhỉ? Ok, nhiệm vụ tiếp này. Ôi dồi, lại nhiệm vụ hạ ăn trộm. Ôi khó quá, 10 cái nhiệm vụ thôi mà khó quá. 1, 2, 3, 4, 3 rồi, mình chả nhớ nữa. 4 này. Muốn ăn trộm không được. Vẫn nhiệm vụ ăn trộm. Thì mình sẽ nhận nhiệm vụ khó đi anh em ạ. Nhiệm vụ dễ như ăn trộm hay sao? Nhiệm vụ khó này. Hạ 48, lắp 3. Ôi dồi ôi, lắp 3 thì mà tết tây anh em. Thử qua lắp 3 một lần chơi lớn xem anh em có trầm trồ nhá. Hạ lắp 3, lắp 3 thì đơn giản đấy. Thành phố Vegeta mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó nhá. 48 con lắp 3. Không làm, chỉ nhẽ anh em nói mình gặp là làm có nhiệm vụ khó 48 con mà không làm được thì mình chơi game làm cái gì. Đến lắp 3 luôn này. Chiến luôn, không phải sợ bóng qua thằng nào cả. Đây, mình sẽ chọn khu là một ít người thôi. Nhưng mà đừng gặp con cu là được. Con cu là một con ám ảnh cuộc đời mình. Thật sự thế. Con cu thì nó khá là bá đạo. Mình cũng chưa muốn động chạm con cu làm gì. Ôi dồi. Đấy, thì mình sẽ làm cố gắng làm cái nhiệm vụ này. Biến khỉ nhá. Ôi xin lỗi, biến khỉ lỗi à? Giờ game nó mất dạy ấy nhỉ. Nghiệp quật rồi anh em ạ, nghiệp quật rồi. Nào, nhanh, trời ơi thôi. Mất khỉ coi như không sao, chúng ta vẫn cùng sự đánh được. Vì mình làm nhanh thì mình sẽ ăn cuồng lộ vào này.
Còn lúc ấy mình tháo cái giáp luyện tập ngủ quá. Ăn cổ lộ và đánh nhanh anh em nhá. 48 con, 3 con rồi này. 48 con làm như một kiểu 100 con anh em ạ. Các khác gì 100 con, 50 con à. Làm cái nhiệm vụ này cũng khá là vất vả. Mới đầu làm cái nhiệm vụ lắp 3 là 500 con hay 400 con thì mình chả nhớ nữa mà hơi bị khó khăn luôn anh em ạ. Đánh đến mọt cả răng. Rồi ô lại có thằng úp đệ tử nữa à. Mày chúng mày vừa phải chứ. Tao làm nhiệm vụ không được à. Đó, mình sẽ cố gắng đánh mấy con này. Cố gắng xong cái nhiệm vụ này thì còn về trả nhiệm vụ và làm nhiệm vụ tiếp theo cho anh em. Còn cái nào khó quá thì mình sẽ hủy thôi chứ không biết sao bây giờ. Ôi một ngọc luôn này, ngon, ngon chìm luôn. Được rồi, anh em chờ mình một tí nhá. Mình sẽ tua qua đoạn này vì đánh 49 con này thì 48 con này cũng hơi là căng thẳng đấy. Rồi, ok anh em ơi, mình đánh còn khoảng mấy con nữa là mình xong rồi. Sắp xong rồi, vui quá anh em ạ. Cảm giác được đánh lap 3 mà đánh gần chết con lap 3 nó phê lắm anh em ạ. Vì mình ăn được cuồng lộ mà, cảm giác mình khỏe hơn đấy, khỏe luôn. Đấm từ nãy giờ mình chưa dùng tao năng lượng phát nào luôn. Thì bây giờ sẽ dùng nhá. Thì cái skill của mình thì cũng khá là căng thẳng rồi. 77661. Đó, thì mình không biết có lên làng có ít ngọc mình có lên lưng biến hình khỉ cấp 7 không. Vì mình chưa muốn. Từ nãy giờ skill khỉ vẫn chưa hồi. Đen thật đấy, đúng là khi mình quay video mình biến khỉ không thành công. Xong, vậy là mình đã xong một cái nhiệm vụ đầu tiên. Đó là nhiệm vụ tiêu diệt 48 con lap 3. Rồi cái nhiệm vụ khó vãi đái. Bây giờ sẽ trả về rừng Karin để trả nhiệm vụ này. Và mình sẽ chính thức có một điểm năng động đầu tiên trong cuộc đời của mình. Lộn, là cuộc đời của cái League L3 Server 5 này. Đó. Ô, năng động đâu? What the hell? Mình nhớ là mỗi lần mình ấy là phải có một điểm năng động chứ. Chả nhẽ game lỗi à? Mình thôi ta vào lại nha anh em. Chả nhẽ game lỗi. Uầy, vãi. Phải được có một điểm năng động của mình chứ. Chả nhẽ về game nó ăn mất của mình à? Không phải tin lỗi. Thôi tin lỗi game. Để xem nào. Nếu mà mình vào không có điểm năng động thì chắc chắn là game bị lỗi rồi. Còn không thì do mình số mình đen. Cố lên nào, mình còn khoảng đến hình như 4 đến 5 cái nhiệm vụ nữa nhỉ. Mong là nhiệm vụ sẽ ngon. Đấy, một điểm năng động anh em. Thì là nó chưa kịp loát. Mình cũng không biết làm thế nào để cho loát sớm thì mình thoát ra vào lại thôi. Theo nguyên lý cơ bản thì nhớ anh em các bạn thoát lag là thoát ra vào lại. Đó. Rồi mình sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo nhá. Nhiệm vụ hàng ngày này. Bây giờ mình sẽ nhận một nhiệm vụ đó là đây, bạn còn lại 5 nhiệm vụ này. Lúc ấy mình chọn dễ đúng không? Dễ, khó. Thì bây giờ mình sẽ chọn một nhiệm vụ khó đi. Thì lần nãy là 2 lần dễ, 3 lần dễ rồi. Thì bây giờ sẽ là một nhiệm vụ khó này. Ôi, 3 con ăn trộm. Không làm được đâu, khó lắm, hủy luôn này. Đúng nhiệm vụ khó có khác, 3 con ăn trộm. Tiếp một cái nhiệm vụ khó nữa nha anh em. Rồi 4 con ăn trộm. vừa 3 con ăn trộm lên 4 con ăn trộm. Làm sao mà làm được. Tôi phải siêu nhân đâu không. Tìm ăn trộm khó lắm anh em ạ. Khó lắm. Bây giờ mình sẽ nhận còn 3 nhiệm vụ nữa. Thì mình sẽ nhận siêu khó nhá. Để xem cái siêu khó nó có siêu khó như mình nghĩ không. Siêu khó này. Cái gì đây. Ngặt. Đây là 1, 2, 3, 4. Trời, 1 triệu vàng. Trên 1, đúng 1 triệu vàng đúng không. Đúng 1 triệu vàng thôi. Đúng rồi, 1 triệu vàng. 1 triệu 20 vàng. Kiếm được 1 triệu 20 vàng anh em. Mình đi đánh quái bên lap 3 đánh được một phát một con chết thì rơi được có 2k vàng thôi. Khó lắm, phát này thì phải chắc chỉ nhờ những thanh niên nào mà tự sát ấy. Liên tục thì mỗi lần rơi khoảng chục k thì đấy thì nó sẽ mười mấy k, 20k thì đấy nó sẽ nhanh. Nhiệm vụ này cũng khó, hủy lốt này. Hủy. Tiếp theo là một nhiệm vụ siêu khó nữa. Ôi, đánh bại 33 người, làm sao mà làm được, lũi 7 con, 7 thằng còn chả đánh được. Cái thằng Solid này nhá, thằng Sơn, Sơn 12 LC đúng không? Hay IC đây, IC hay LC tao không cần biết, loại mày đi theo tao từ lẫy giờ. Mày mà có xem video này, lần sau đừng có theo dõi nhá. Lần này đặt lên TV ké là hạnh phúc lắm rồi đấy. Rất buồn luôn đấy, ghét những thằng nào tên Sơn. Một là bé thôi mà kia có anh em tên Sơn, bỏ mẹ. Được rồi. Mình sẽ nhận hủy nhiệm vụ này. Không nhận. Còn cái nhiệm vụ cuối cùng thì mình sẽ cố gắng thử nhận một phát cuối và mình sẽ làm. Nếu không làm được thì thôi mình sẽ bỏ lốt đi. Vì mình thấy cái nhiệm vụ nó khá là phức tạp. Mình sẽ nhận nhiệm vụ khó nhá. Khó. Đúng cho câu. Rồi. 2 con ăn trộm, 3 con ăn trộm, 4 con ăn trộm, 5 con ăn trộm. Ăn trộm. Selfie cả, selfie chụp đi. Chụp đi.
thanh niên này thích selfie anh em ạ. Sống là phải đã sống ảo. Mình cũng sống ảo, ai cũng thích sống ảo. Ai cũng thích sống ảo cả, chả ai là không thích cả. Ok. Ok ok ok. À có gì anh em muốn theo dõi Facebook của mình thì mình sẽ để ở phần dưới ghim comment đó. Thì bây giờ mình sẽ thử đi tìm một ăn trộm xem được không. Rồi, mình nghĩ rồi, mình nghĩ lại rồi, thì bây giờ nghĩ là tìm ăn trộm nó khó, không tìm được đâu. Từ 2 đến 3 đến 4 đến 5 con thì làm sao mà tìm được. Thì cái nhiệm vụ này cuối cùng là mình sẽ hủy lốt anh em nhá. Hủy lốt và kết thúc cái tập này ở đây. Hủy này. Ơ thanh niên cho mình gì à? Cho đi máy. Mình rất thích là những các bạn ấy cho mình đồ. Nhưng mà vừa ngại lại vừa sướng. Vừa sướng là còn vừa ngại. Ồ. Oh. Ủa? Nó cho mình cái này làm gì anh em? Đùa tao à? Tao chơi trái đất à? Tao chơi sai ra mà mày cho quần trái đất. Hỏi chấm. Không sao, mình sẽ vẫn sẽ nhận. Ok, cảm ơn. Thì cái quần này nếu mà không dùng được thì mình sẽ phi shop lấy ít vàng. Chắc chắn là vậy rồi, vì mình không phải là người chơi trái đất và đệ tử của mình là người sai ra. Con đệ của mình ấy, chứ không có chơi trái đất đâu mà cho quần trái đất làm gì thằng điên này. Ok. Được rồi. Vậy là mình đã xong hết tất cả nhiệm vụ hàng ngày. Đã hết nhiệm vụ cho hôm nay rồi. Cái gì đây? Đọc lại nữa nào. Hãy chờ đến ngày mai. Ok. Vậy là mình đã kết thúc cái tập 10 cái tập 20 ở đây và làm 10 nhiệm vụ khó nhất. Tuy mình là mình bỏ coi như 8 trên 10 gì đấy, mình bỏ 8 trên 10 đúng rồi mình bỏ 9 trên 10 hay 8 trên 10 gì đấy, nhưng mà vẫn là một cái trải nghiệm khá là một thú vị. Đúng rồi, 9 trên 10 mình được một điểm năng động thôi. 9 trên 10 thì vẫn là một cái gì đó khá là thú vị với mình. Đối với anh em xem video nữa. Được rồi, thì tạm thời kết thúc tập 20 tại đây thôi. Còn tập 21 thì mình sẽ tính sau. Chắc là mình phải sớm làm cái nhiệm vụ tiểu đội sát thủ, chạm trán tiểu đội sát thủ nữa chứ. Chứ bây giờ mà không làm chắc không còn cái ý tưởng gì để làm những video nữa anh em ạ. Ngoài ra là ôm đệ tử này, làm nhiệm vụ này. Hết rồi. Được rồi, vậy bây giờ mình xin chào tạm biệt và chào anh em trong những video xin gặp lại anh em trong những video sau. Có gì mình sai sót thì anh em bỏ qua cho mình, còn cái gì không hay thì anh em nhớ comment kỳ phía dưới để góp ý cho mình thêm. Được rồi và bye bye, hẹn trong những video sau. Từ nãy giờ cũng rơi gần 20 phút rồi nhưng mà vẫn cố gắng quay cho anh em xem, đó là một điều tuyệt vời. Và những anh em xem đến phút đến bây giờ là rất là tuyệt vời, mình rất yêu quý luôn. Bye bye.